Thưa quý vị, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chính là chứng thư pháp lý để nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất hợp pháp. Hiện nay nhiều trường hợp quyền sử dụng đất, nhà ở là tài sản chung nhưng nhiều hộ gia đình chỉ vợ hoặc chồng đứng tên trên sổ đỏ. Câu hỏi của một khách hàng gửi đến cho chương trình là một ví dụ như vậy. Câu hỏi như sau: Tôi và vợ có một thửa đất đã lâu năm do chúng tôi mua bằng giấy tờ viết tay sau khi kết hôn bằng tiền chung của hai vợ chồng. Vừa qua vợ tôi có đi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất lần đầu. Khi nhận về tôi chỉ thấy tên vợ tôi trên giấy chứng nhận này. Vậy việc này có ảnh hưởng đến quyền sử dụng của tôi hay không? Chúng ta cùng đi trả lời câu hỏi này nhé. Vậy khi nào quyền sử dụng đất là tài sản chung? Theo quy định tại khoản 1 điều 33 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 thì tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân. Trừ trường hợp là hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ chồng. Tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung. Quyền sử dụng đất mà vợ hoặc chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng được thừa kế riêng, tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng. Mặt khác, tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để đảm bảo nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng. Và trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên, thì tài sản đó được coi là tài sản chung. Như vậy, nếu trong sổ đỏ chỉ ghi tên vợ hoặc chồng thì quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất có thể là tài sản riêng của vợ hoặc chồng hoặc là tài sản chung tùy thuộc vào thời điểm tài sản được hình thành và nguồn gốc của tài sản. Theo như trường hợp trên, dựa vào thông tin của khách hàng cung cấp thì có thể thấy rằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất này do vợ chồng tạo lập nên trong thời kỳ hôn nhân và do công sức đóng góp của cả vợ chồng nên được xác định là tài sản chung của vợ chồng. Nếu một mình vợ đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không làm ảnh hưởng đến quyền sở hữu của người chồng. Và nếu xảy ra tranh chấp, vợ muốn được pháp luật công nhận nhà đất đó là tài sản riêng của mình thì bắt buộc phải chứng minh, nếu không tài sản đó được coi là tài sản chung của vợ và chồng. Và theo quy định tại khoản 1 điều 34 Luật Hôn nhân gia đình 2014 thì trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng phải ghi tên cả vợ hoặc chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác. Bên cạnh đó, theo khoản 2 điều 12 Nghị định số 126 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân gia đình cũng có quy định như sau. Tài sản chung của vợ chồng phải đăng ký theo quy định tại điều 34 của Luật Hôn nhân gia đình, bao gồm quyền sử dụng đất, những tài sản khác mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu. Đối với tài sản chung của vợ chồng đã được đăng ký và ghi tên một bên vợ hoặc chồng thì vợ chồng có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đất để ghi tên của cả vợ và chồng. Trong trường hợp tài sản chung được chia trong thời kỳ hôn nhân mà trong giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi tên cả vợ và chồng thì bên được chia phần tài sản bằng hiện vật có quyền yêu cầu cơ quan đăng ký tài sản cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên cơ sở văn bản thỏa thuận của vợ chồng hoặc quyết định của tòa án về chia tài sản chung. Do đó, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình và tránh các rắc rối khi có tranh chấp xảy ra thì chúng ta nên tiến hành các thủ tục cần thiết để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên để vợ chồng cùng đứng tên trên giấy chứng nhận. Hy vọng giải đáp của chúng tôi sẽ làm hài lòng quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.